đã quay trở lại với anh em. Và hôm nay thì tôi sẽ làm món xoài. Xoài siêu ngọt. Kiểu siêu ngọt, nói chung là siêu ngọt, kiểu mới siêu cay. Đó là viết tất cả. Thì đây, xoài đây. Chúng tôi trộm ở nhà anh chủ nhà. Và chúng tôi trộm anh chủ nhà có tên là Đại Mến. Mẹ, không biết anh có phát hiện ra không, nhưng mà tôi sợ là anh ra anh vả vỡ mồm. Chúc anh em xem phim vui vẻ, nhớ bấm like, subscribe nha. Ok. Tiếp vào Khánh.